Không có ở nhà mà để cửa ta nói tan quát thì giống như mời ta vô lấy đồ hay sao á. Khổ ghê luôn nha. Con còn vợ mà sao nó tệ cái gì đâu á. Lớn già đầu mà y như con nít vậy đó. Dạy hoài không được. Chỉ biết từ 1 tới 10 thôi. Từng giờ tôi thử tôi đếm từ 1 tới 9 nó cũng không xuất hiện đâu. Tới 10 nó nghe chữ 10 nó mới xuất hiện. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Thấy không? Tàn hình mất rồi. Mười. Dạ có mặt. Hiện hình. Trời đất ơi trời. Phải bà không vậy bà đen? Tôi. Tôi hả? Ừ. Trời ơi. Nhìn một hồi cái kia. Đó ăn mặc như vậy nè. Y như con nít vậy. Tôi tưởng bà 13 tuổi không á. Ủa? Tôi 13 á? Trời đất ơi. Trời ơi có người nói tôi 11 tuổi á. Không dám đâu. Thằng nào nó điên nó nói bà 11 tuổi vậy. Đâu 11 tuổi thiệt mà. Không dám đâu chị hai. Chị có chồng rồi chị hai ơi. Làm ơn đi. Khôn ra giùm tôi chút xíu đi. Làm gì nãy giờ ở dưới bếp mà tôi kêu quá trời không ra hả? Đâu ở dưới bếp đâu. Chờ đâu? Ở ngoài bờ ao á. Làm gì ở ngoài bờ ao? Tắm con gà. Gì? Tắm con gà? Ừ. Thấy chưa? Thấy nó ngu chưa? Gà mà nó tắm. Đừng có nói với tôi là tôi kêu làm con gà từ sáng tới giờ chưa xong nha. Chưa xong. Chưa xong? Ừ. Nè, tôi đã nói là làm gà phải nhúng nước sôi. Có nghe rõ không? Có. Có hả? Ừ. Vừa ôm con gà vừa đi. Làm gà phải nhúng nước. Ra tới bờ ao. Quên chữ sôi. Quên chữ sôi hả? Trời ơi, trời ơi. À, cái chữ sôi là cái chữ quan trọng mà bà quên. Trời ơi. Bà không cho nó vô nước sôi làm sao nó chết hả? Hèn gì tôi nhúng nước cái bà ngốc lên. Tôi nhúng nước bà ngốc lên. Ông chết. Chết sao được chết bà. Trời ơi cái nước lạnh tanh nó phải ngốc đầu lên rồi. Rồi làm sao bà làm được con gà hả? Thì tôi đè bà xuống. Cái tôi nhổ một cọng cái bà giấy đạch 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 đạch. Cái tôi nhổ thêm một cọng nữa cái bà giấy đạch 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 vậy đó. Cái tôi tức quá. Cái tôi đè bà xuống vậy nè. Trời ơi. Cái tôi nắm một chùm lông tôi nhổ cái phật. Nắm nguyên chùm mà nhổ cái phật. Ừ. Cái bà cười sằng 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 sằng. Cái bà nhìn tôi say đắm đậu không? Gà mà nhìn nó say đắm. Trời ơi nó đau quá nó nhìn bà nó chứ say đắm cái gì. Vậy hả? Ừ. Đâu biết đâu. Rồi sao nữa? Thì tôi cứ giật 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 cọng cọng lông đuôi tôi giật cái phức. Cái bà dù nó chạy mất tiêu. Trời đất ơi. Trời có con gà thôi mà để cho nó chạy hả? Trời đất ơi. Rồi bà có rượt theo để bà bắt con gà lại không? Có sao không? Vậy là còn khôn á. Dĩ nhiên rồi. Trời ơi. Cả sớm này ai cũng kêu tôi khôn quá đó. Trời ơi. Trời ơi sớm này kêu nó khôn. Nào kêu bà khôn đó cũng khùng lắm rồi đó. Nè bà rượt theo rồi sao? Đậu ơi. Vậy. Cái bà gà này á con gái mà mắc nết quá đậu ơi. Sao mắc nết? Ở chuồng ở trần chạy vòng nhông ở ngoài đường bà không biết mắc cỡ đậu. Bà giặt hết lông con người ta rồi còn đồ đâu nữa mà mặc mà không ở trần ở chuồng. Vậy hả? Vậy gì? Bà giặt hết bà gắn lên đầu bà kìa bà thấy không? Bà thấy đâu? Bà đây nè, đây nè. Đó đó y như là bà đi viên người thấy không? Thấy rõ ràng không? Trời ơi vậy na. Vậy na, vậy na. Cười gì? Nhưng mà đậu ơi. Vậy. Tôi nói đậu nghe nha. Sao? Bà gà của mình á. Thấy cái anh gà trống ở nhà ông Bảy á. Cái bà mắc cỡ bà làm như là bà chính chia vậy đó. Cái bà lấy cái tay bà che lại vậy nè. Che lại vậy. Ơi, các bà gà mà lấy tay che hai cái cánh của nó đó bà nội ơi. Thì hai cái cánh cũng như hai cái tay thôi. Hai cánh cũng như hai tay thôi. Rồi sao nữa? Xong rồi bà giấy tùm xuống ao thôi. Đúng rồi. Con gà nó còn biết mắc cỡ, nó thấy nó không có cái gì hết trơn á, nó thấy gà trống nó quảng hồn nó nhảy xuống nó che thân nó. Rồi bà có nhảy xuống để bà bắt con gà không? Có sao không? Tôi nhảy xuống. Bà nhảy cái xuống. Cái tôi chụp bà. Cái bà vuột. Cái tôi chụp một cái nữa cái bà vuột. Mà hình như đậu ơi, con gà này hình như bà tha lô tình nó đậu. Bà tha lô tình là gì? Lô tình là cái gì vậy? Hả? Bà kem đó. Trời ơi. Gà tha kem hả? Nó không còn gì trơn, nó xuống nước nó phải trơn chứ sao mà nó thật kem hả? Rồi cuối cùng sao? Cuối cùng tôi với bà gà giặt lộn với nhau. Trời ơi. 15 phút sau thôi. Tôi mệt quá cái tôi cởi đồ ra tôi tắm luôn. Hả? Bà cởi ra bà tắm luôn. Ừ.
Bà cởi ra hết rồi không mát sao được. Giữa trưa nắng gắt mà bà cởi hết đồ ra, bà định chiêu đãi cho cả làng cả xã này biết phải không? Đậu vậy đậu nói quá à. Giữa trưa thì cũng có người thấy người không chứ đậu. Có người thấy người không là sao? Là người ngủ thì không thấy mà người thức thì người ta thấy thôi. Mà đậu ơi, sao? Hình như cái người ngủ ít hơn là cái người thức có đậu. Người ngủ ít hơn người thức. Ừ. Tại sao bà biết? Tại vì tôi hộp xuống tôi bắt con gà. Ừ. Xong rồi tôi đứng lên một cái. Trời ơi, đậu ơi, tôi thấy nguyên một rừng đàn ông nó nhìn tôi, đậu ơi. Trời ơi, tôi quê quá, tôi hụp xuống lại luôn. Hụp xuống, ngóc đầu lên, một rừng đàn ông nhìn nó. Tôi nói cho bà nghe, mấy cái thằng mà nó nhìn nó xấu lắm biết không? Nó xấu tánh lắm bà biết không? Đậu, cũng có người xấu người tốt cái đậu. Có người tốt sao? Ừ. Ai tốt? Có ông Trường Vũ Sát bên nhà mình đó. Sao? Ông kêu tôi là Đen ơi, mày lên đây tao cho mày mượn bộ đồ của vợ tao mày mặc kìa. Đó, ông tốt đó. Tốt quá à. Ừ. Không dám tốt đâu. Giả bộ đi dụ bà lên để nó nhìn bà đó, bà biết không? Ngu gì tôi lên. Ờ, đó ít ra cũng còn khôn được chút xíu. Tôi đã nói với ông rồi mà, người ta nói tôi khôn mà. Thôi, mới khôn được chút xíu mày đặt hãnh diện. Như vậy là không có leo lên phải không? Không, tôi không có leo lên. Nhưng mà tôi kêu ông Trường Vũ xuống thôi. Hả? Thôi sao nó làm cho tôi bất ngờ miết. Không chịu leo lên mà rủ xuống. Ừ. Trời ơi, rồi Vũ nó xuống đó, nó làm gì bà không? Ông đâu có làm gì tôi đâu. Ờ. Ông chỉ nói thôi à. Nói gì? Ông nói, Đen ơi, mày có nhột không chứ? Hồi nãy giờ tôi thấy mấy con cá nó rửa mà tôi thấy nhột lắm đó Đen. Ông nói vậy á. Ông nói vậy á. Thì ra không những người thấy mà động vật ao hồ cũng thấy hết luôn rồi. Trời ơi. Sao con nàng chồng tôi nó giống con khỉ già dữ vậy trời. À. Mày ngu lắm mày biết không? Đâu? Đậu mất dạy dữ đậu. Trời ơi, bữa nay dám chửi tôi mất dạy nữa hả? Ừ. Hả? Má tôi dặn là vợ chồng phải kêu bằng anh em, không thì kêu bằng tên. Đậu kêu tôi bằng mày, rồi cậu biểu tôi kêu đậu bằng anh. Thế là đậu là ngừ, còn tôi là con gà hả? Trời ơi, ngon quá ha. Bữa nay lý luận rồi nữa ha. Ba không đánh mày không được. Đứng im nha. Tập nhà mà tao đánh mày cho mày coi nha nha. Đó. Ngon quá ha, ngoắt nữa ha, mời vào phải không? Ừ ha. Rồi bữa nay tôi không đánh bà, tôi là con bà. Đậu, tôi nói cho ông nghe nha, tôi là vợ của ông nên tôi nhịn ông đó, chứ cỡ ông hả tôi đá một cái hả ông lọt xuống sông á, ông ngóc cái đầu lên ba má ông nhận ông không ra luôn. Được rồi, đứng im đó, tôi đánh bà cho bà coi nè. Dính cháu rồi. Chồng ơi, chồng ngủ cho ngon. Rồi, ngủ rồi. Thằng này nó ghiền ầu ơ. Để coi cái tướng nó ngủ coi sao nha. Chào ô, tới giờ này tôi phát hiện ra chân lý rồi trời ơi. Chồng người ta ngủ như thiên thần, còn chồng tôi ngủ như con quỷ vậy trời. Trời đất ơi, con quỷ hả? Con quỷ hả? Quá trời, đâu, dám đâu, nói đâu, chồng con quỷ hả? Đậu, Đen giỡn rồi đậu, Đen giỡn rồi đậu, tha lỗi cho Đen đi đậu. Biết lỗi chưa? Biết rồi. Khoanh tay lại. Dạ. Xin lỗi coi. Đen xin lỗi đậu à. Đi vô nấu cơm. Cái gì nấu cơm hoài à? Trời ơi, chưa ăn cơm mà nấu cơm hoài gì? Đen vô đậu. Ê. Dây. Trời đất ơi, cái gì hả? Ừ.
Ừ không. Dạ. Dạ. Ừ. Đại biểu. Chuyện gì? Hồi sáng á, tôi đưa tiền cho đi chợ, còn dư nhiêu đưa đây. Hết rồi. Sao hết? Nhà có nguyên một con gà rồi mà đi chợ hết tiền là sao? Hôm nay nhà có khách mà. Khách nào? Thì con én đó. Én nào? Thì con én lượng á. Én thì nó phải lượng chứ không lẽ én đi bộ. Con én mà hồi xưa đậu mê nó đó, đậu đi hỏi cưới nó. Khi nó chơi đậu xấu, nó không có chịu. Khi đậu quê quá, đậu quay qua, đậu đi hỏi cưới tôi, cái tôi chịu liền đó. Tôi đi hỏi cưới người ta, người ta chê tôi xấu, người ta không chịu. Tôi quay qua tôi hỏi nó, cái nó hốt tôi liền. Ủa, mà sao tự nhiên con én lên đây làm gì? Nó thâm đen. Ê, xạo vừa vừa đó nha. Con én người ta trắng, trẻo, đẹp để làm gì thâm đen. Nó thâm đen thiệt mà. Thôi đi, ganh tị với con én không à. Con én người ta trắng, trẻo, nó đẹp. Thâm đen là bà, thâm đen là bà. Đâu? Bữa hôm nay bà hết giữ ông rồi, sao ông ngu dữ rồi đâu? Trời trời trời, bà dám nói tôi ngu hả? Hả? Vậy tôi hỏi ông nè, tôi tên gì? Đen. Vậy con én nó lên đây nó thăm tôi là thăm gì? Thăm đen. Vậy con kia thăm đen nó là cái gì? Cứng họng rồi phải không? Thấy không? Cứng họng rồi. Bà nói chuyện bà không trắng phết rõ ràng làm sao người ta hiểu, làm sao mà anh đợi sợ tên. Ông qua đây. Vậy ông muốn tôi chấm phết phải không? Ờ. Ông coi nha. Ừ. Thăm đen đó là chấm nè, phết nè. Ừ. Thăm đen cái nào cũng vậy thôi, cái nào cũng thăm đen thôi, cứng họng rồi phải không? Hết chảy rồi phải không? Cái nào cũng là thăm mà đen. Im. Trời ơi, tôi nói rồi, rồi tôi nói thì bao nhiêu lần rồi, nói một thì hiểu mười chết rồi. Ăn cái gì mà ngu dữ rồi trời ơi. Trời ăn cơm. Trời, bằng miếng răng bằng tôi không hả? Trời, tôi miếng răng từ nhỏ tới lớn mà giờ cái răng nó cũng ngọn hết trơn, cái nú cũng bay đi rồi đó hả? Tôi hỏi bà tại sao con én tự nhiên nó lên nó thăm bà? Thì nó nghe đậu quánh tôi quá nó lên nó thăm chứ làm sao? À, thì ra là đi nói xấu chồng cho con én nghe phải không? Đâu phải có đâu, đâu có. Bà không nói sao nó biết? Ông có thiệt Hoàng cũng kìa em lắm anh ơi, ông à, có. Bây giờ tôi hỏi lần cuối nghe, có đi nói xấu chồng cho nó nghe không? Không có, em chỉ nói với bà tám kế bên nhà nó thôi, em không có nói với nó thiệt á, thể. Bà nói với bà tám, danh hiệu của bà là bà tám, bà nói bà có nghĩa là bà nói cho cả làng cả xóm này biết hết rồi. Ủa, ảnh hưởng dữ vậy trời. Trời ơi, không ảnh hưởng vậy à. Để em qua em nói lại với bà nha. Trời ơi, đứng lại, nói lại với bà. Nhanh quá ha. Bà bước đây. Bước ra. Dạ. Ngon quá ha. Đứng lên. Đứng thì đứng làm gì chứ. Bà chửi tôi đó phải không? Dạ. Trời ơi. Không có, không có. Không có chửi, không có em, không có chửi. Em chỉ tâm sự một mình em thôi. Tâm sự ha. Đưa cái cây đây. Đưa không? Không đưa là pẹt pẹt. Cái mặt nó sọc ta rô rồi đó biết không? Sao? Khôn hồn á. Ừ. Quay xuống. Quay. Khoanh tay lại. Không dạy của anh. Nè. Bây giờ ngang. Tôi đếm từ 1 tới 10 ngang. Bà phải nghĩ ra cái cách nào để minh oan cho tôi. Nghe không? Bà mà không nghĩ ra hả? Bạc 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 bạc. Còn tôi nữa thôi. Ráng nghĩ ra cách nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Có rồi, có rồi, có rồi. Có, nói nghe coi. Vậy, con én nó lên, đậu làm đen, đen làm đậu đi. Đậu làm đen, đen làm đậu. Ừ. Là sao? Là bình thường, đen nấu cơm, giặt đồ, lau nhà, đi chợ, rửa chén. Ờ. Bây giờ ngược lại, đậu nấu cơm, giặt đồ, lau nhà, đi chợ, rửa chén. Còn bà làm gì? Quánh mày cái làm gì? Trời ơi. Ngon quá, tôi làm hết trơn rồi bà đánh tôi ha. Bà ngon quá. Không có. Làm vậy để cho con én nó thấy đậu tội nghiệp, nó thương đậu thêm thôi. À, giống như là nó nghe nói á là tôi đánh đen không à, phải không? Đúng rồi. Ờ, và bữa nay lên thì nó thấy ngược lại, nó thấy đen đánh tôi không? Đúng rồi, bình thường á đậu quýnh đen hoài à, bây giờ á đen quýnh đậu để cho nó thấy tin đồn của bà tám không phải là sự thật. À. Ê, nhưng mà tôi dặn nha, đánh nhẹ nhẹ thôi nha. Hồi nãy bà đánh tôi cái tôi trớ mới luôn á.
đánh mạnh quá là tôi nổi điên lên á. Đã. Quan trọng là cái nổi điên á, nếu mà đậu nổi điên lên á, cho Đen hát một câu thôi. Câu gì? Cho Đen một ngày thôi. Đó là đậu xìu xuống và ngất ngay. À, nếu mà tôi giận quá tôi nổi điên lên mà nghe bà hát là cho Đen một ngày thôi là tôi phải xìu xuống và ngất luôn. Ừ. À, rồi được rồi, bây giờ làm gì? Bây giờ, đưa đây. Đậu. Hả? Đi vô nhà nấu cơm, giặt đồ, rửa chén mau lên. Đi vô. Ngon quá. Nói hả, tao quánh mày bây giờ. Đi. Trời, ngon quá. Cho Đen một ngày thôi. Đây. Mày dính cháu rồi, tao ơi. Kỳ này con én nó lên đây, tao sẽ quánh mày ba má chẳng không ra cho mày biết đâu mày. Dập trời chim én liền cây này đây trời xanh mây trắng bay nóng bỏ mẹ này có đứa nào ở trong nhà không hả này ơi có ai ở nhà không cho hỏi thăm tí nào ôi trời cháu sang đây ôi trời ơi con là đầu đấy hả bố con không báo cho cô biết là bố con mà sao gớm bây giờ mày lớn thế nhỉ ôi trời bao nhiêu tuổi rồi con cặp mắt này là của bố này mũi này của bố này mồm này của bố này nhưng mà sao tướng bé tẹo con bao nhiêu tuổi mà mặt con năm già thế hả chắc là mày bị rú háp rồi này ngày xưa bố mày to con tốt tướng lắm đấy sao bây giờ mày cứ bé tẹo thế này hả con ơi trời ơi thế là bố con à bố con đâu thằng đậu nó xui thế gớm có mỗi đứa con trai mà nó dở người người không ra người khỉ không ra khỉ bây giờ nó đứng cứ như tượng mà không có linh hồn sao con cứ đơ ra thế cô đang hỏi con đấy à chết keo lúc đó chết nãy giờ cô nói keo nó phun ra dữ lắm hả ừ. Thế chờ cô tí cô giải quyết cái keo này cho chỉ có nước là keo nó không dính ra. Thôi trời ơi con nào mà con én ôi mày biết cả tên cô nữa à không nhận ra anh sao tao tát cho mày vỡ mồm mày dám gọi anh với ai hả bố mày đâu đậu nè đây là đậu đây là đậu ôi đây là đậu đây không nhận ra anh sao đây là đậu ừ. Thế đâu là đậy trời ơi em ơi em có sao em đậu nè anh đậu à. Sao mau thế mau gì ngày xưa anh như Rambo bây giờ anh rút lại như quả ngô thế hả con Đen nó nuôi anh vậy đó nuôi riết bạn teo lại anh bước ra kia cho em xem trời ơi người chỉ còn bằng cái bắp đùi ngày xưa là thế nào hả giờ đậu phải én không phải không én thì chứ còn ai không dám đâu én mà xưa rồi lùng hơn tôi mà sao tự nhiên giờ dài sọc vậy thẩm mỹ sao đi thẩm mỹ viện không dám đâu thẩm mỹ sao kéo dài sọc ra thấy ghê vậy hả ôi gớm anh bây giờ nó làm cái gì không được, nó làm ngắn không được, nó làm dài cũng được, nó muốn kéo dài bao nhiêu thì dài bấy nhiêu mà. Vậy hả? Ừ. Nhưng mà kéo chi dài sọc vậy nè, đâu có ít lợi gì đâu. Khổ. Em, cái tính của em làm cái gì em cứ làm tới nơi tới chốn. Anh thấy không, từ con mắt tới cái mũi đến cái mồm. Em làm hết. Nhưng mà em thôi, ngày xưa là em làm vừa vặn thôi. Thì không ngờ bố thiên sứ đó cái thằng bác sĩ cứ đưa thừa tiền không thối lại nó cứ làm thêm chứ lị nó làm đến độ mà tiền trong túi em xanh mà nhan sắc em nó như thế này nó làm bị nổ tay đấy trời ơi làm anh nhận không ra em ôi phải én đi sao én đây em...
Mày tên gì mày? Tên Yến. Tao tưởng mày tên con rắn chứ. Chào quên mình làm gì mày quấn chồng tao như thanh xà bạch xà. Mày có tin tao quấn mày lời nọc nữa không? Ngồi dậy. Còn thằng kia, nhìn gì mày? Thấy gái là nhìn đúng một bên. Ăn gì chưa? Chưa, từ sáng giờ đói thối cả mồm nha. Đi vô dọn cơm cho Yến ăn. Vô nha. Đi. Ngồi chơi. Cảm ơn. Ôi, này Đen, mày ngồi xuống đây bảo này. Chỉ có không bao lâu rồi không gặp được mày, sao bây giờ mày dữ thế hả? Ngày xưa mày hiền lắm cơ mà, sao bây giờ mày dữ thế? Bây giờ mày có uy nhỉ? Tao thấy mày... Đi vô! Ai cho phép mày ra? Dọn cơm mời Én ăn. Tao chưa cho phép mày lấy gì mà dọn cơm. Chừng nào tao cho phép mới được bưng ra. Đi vô! Đi! Nỡ tôi bưng ra rồi thì nó cứ cho tôi để xuống đi. Trời ơi, nó bắt tôi bưng ra bưng vô, nó hành tôi. Được rồi, một lát nha, con Én nó về tao đánh ba nó mà nhẫn mày không ra nè. Đen, sao tao thấy thằng chồng mày nó cứ như là mắt đằng dưới thế hả? Tao đánh riết mà nó bị khùng quá. Sao tao nghe người ta đồn bảo là nó đánh mày như cái mền rách? Đâu có, tao đánh nó thì có chứ nó làm gì đánh tao. Có thế à? Ừ. Sao thiếu tướng nó bây giờ cứ còn như teo héo lại thế? Tao đánh riết mà nó lớn không nổi là vậy đó. Ồ. Coi vậy chứ nó ngu lắm mày ơi. Thế à? Tao đếm từ 1 cho tới 9 nó cũng không ra, tới 10 nó mới ra. Có thế? Ừ, nó chỉ biết số 10. Có thế à? Mày coi tao đếm nha. Ừ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Đó. Đâu có ra đâu. Ừ nhỉ. Mày coi tao đếm tới 10 này nó ra nha. 10. Dạ. Tại sao mày trễ 2 nhịp? Tội thế. Trễ 2 nhịp là quýnh 2 cái mới có 1 thôi. Dạ. Mới có 1 à? Ừ. Thôi thế cho tao 1 cái nữa. Sao mày trễ thế hả? Ôi, đánh rồi mới thấy nó tội. Xin lỗi nha. Mời Én ăn cơm. Anh mời hai em dùng bữa cơm thân mật với gia đình. Cảm ơn. Hai má. Anh mời hai má dùng bữa cơm thân mật với gia đình. Ừ, để đấy cho má. Sao mà cứ bị chửi má thế này? Mẹ, thằng chồng mày nó làm gì nó lầm bầm thế? Nó chửi mày chứ gì? Ô tiên sư bố thằng mất dạy. Hả, mày nghĩ mày chửi ai thế? Mày chửi tao là mày chửi lầm người rồi nhá. Mày chưa biết danh bà chửi như thế nào, bây giờ mày dám hỗn láo với bà. Bà đã từng chửi ở cái xóm nhà mình 12 thằng ra mẹ bà chửi một phát nó nằm lăn đủ ngã ngửa ra ngay. 60 mấy người trong xóm tao chửi, có thằng nào dám chửi lại tao không hả? Bà chửi hết xóm mình, bà sang xóm khác 10 mấy cái xóm ở trong cái huyện này, bà chửi không còn một đứa nào. Xin lỗi nhà mày, mẹ bây giờ tao hết chỗ chửi rồi, tao sang nhà mày tao tìm người tao chửi này. Bây giờ mày nghĩ sao mà mày chửi mà tao? Anh đây, đậu đây. Chào anh. Em chửi quá vậy. Không, xin lỗi anh, em đang tập kịch cho xã anh ạ. Ấy thế mà bây giờ tự dưng máu kịch nó lại lên. Chứ không có biết chửi, từ xưa tới giờ em hiền như mã sơ. Trái tim em khô khờ. Hiền như mã sơ hả? Vâng. Vậy mà tưởng đâu ma cây. Em bình tĩnh lại chưa? Dạ. Bây giờ ăn nha. Dạ vâng. Món thứ nhất, châu chấu rang muối. Ôi, châu chấu rang muối. Ừ. Bưng châu chấu mà kỷ niệm nó đập vào trong mặt. Trời ơi, ngày xưa em như châu chấu, sống bên anh như con cào cào. Anh ơi, anh còn nhớ con châu chấu này không? Ngày xưa anh đã từng lội đồng bắt châu chấu cho em. Anh về anh rang muối, anh rang đến độ mà muối nó đóng từng tảng mà anh vẫn ngồi rang. Anh còn nhớ con châu chấu ấy không? Một miếng ruột anh cũng dành cho em. Mượn này mày đi chỗ khác, mẹ hai đứa tao tâm sự này. Rồi một cái càng anh cũng dành cho em, còn một cái chân
anh cũng dành cho em nữa. Nín! Mày có tin tao ta cái gì cho cháu vô mặt mày không mày? Đâu? Mày ăn lời phải không? Tại sao tao kêu mày mua cho cháu cái mà mày đi mua cho cháu được hả? Trời ơi, ơi, tao không biết con nào con đực, con nào con cái là tao con mày. Trời ơi anh ơi, sao anh rốt thế là vợ cho anh, nó đánh cho anh một ngày thắm cữ là đúng rồi. Cổ quá, con châu chấu cái là con châu chấu nó có trứng, còn con nào không có trứng nó là con đực, hiểu chưa? Ai nói con đực không có trứng? Con đực cũng có trứng. Thế con đực cũng có trứng à? Có, mà ít thôi, biết chưa? Em hiểu rồi. Em, món thứ hai. Món thứ hai, động vật đồng nội lúc lắc. Lúc lắc hả? À, mày coi nó lúc lắc chỗ nào? Nó nằm im mà nó lúc lắc hả mày? Con này sao mày khó thế? Thế bây giờ nó sống thì nó mới lúc lắc. Còn nó chết rồi thì làm sao nó lúc lắc? Nó chết nó phải nằm im chứ. Chết nó lắc thế nào được? Mày nghe nó nói không? Mày nghe không? Nghe nó nói không? Cho em một ngày. Tao hiểu rồi, phải cho một ngày. Nhưng mà mày phải vừa vừa thôi chứ. Đậu sắp thành công rồi. Sắp cảm động hả? Đội sáng cố lên, đội sáng cố lên nhân đậu, cố lên nhân đậu, cố lên đậu. Món thứ ba, cơm chiên Dương Châu ăn với nước mắm. Ôi, cơm chiên Dương Châu nước mắm. Em thích quá. Khoan. Nuốt hết thì hả nói, ngậm một họng sao nói được trời. Em nhớ gắp miếng to quá. Nước mắm nè, cơm chiên nè, em nhớ không? Anh ơi, thấy bát nước mắm, thấy đĩa cơm chiên, tự dưng kỷ niệm lại về nó đập lại trong mặt em lần. Tại sao thế hả giờ? Bao nhiêu năm trời mà anh vẫn không quên tình yêu của mình qua chén nước mắm này hả đậu? Bà xuống! Đậu, đây mà nước mắm hả đậu? Tại sao tao kêu nước mắm đun sôi mới được đem ra? Chưa đun sôi, tanh rình ai mà ăn? Thì tanh rình vẫn ăn được mà. Ăn đi, nè. Đó. Sau đây xin quý vị xem tường thuật tại chỗ vụ tạt nước mắm tại nhà thằng Đậu. Đậu. Nước mắm đang từ từ chảy xuống mặt nạn nhân. Mũi nạn nhân đang phình to lên chắc là thối lắm đây. Ôi, lưỡi đã thè ra, chắc là mặn lắm nạn nhân nhỉ. Đang nổi sùng rồi. Ôi, có nghe hai tiếng gì không? Tiếng xì khói lỗ tai từ nạn nhân đấy. Và cuối cùng sẽ là nổi điên. Con quỷ, trời, tao giết mày. Đâu. Cho đem một ngày một lần thôi. Một giờ cũng được nữa mày. Trời ơi, Cho em một ngày. Mày câm miệng con quỷ. Mày xin hả? Có một tiếng đồng hồ là tao tơ tả mẹ nó rồi. Mày xin một ngày chắc nó quánh tao cha mẹ nhìn không ra. Anh Đường. Đường bộ con mày gì? Trời ơi, mày giả mang đến độ này. Hồi nãy tao vô, tao đẹp như một thiên thần. Hàng xóm của ba nhìn tao quá trời. Giờ tao đi ra chắc chó nó cắn. Thấy tao như con quỷ. Mày mằng cái gì mà ác dữ vậy? Hả? Tao về tao mát tới. Tới biểu tao lên đây là coi thử tụi bay sống thì sao. Tại tí biết cái tính thằng này nè. Mày á là chuyên môn vũ phu lắm, mày ăn hiếp vợ mày dữ lắm. Hả? Mày ăn mày quánh nó hoài đồn tới dưới quê, tía nóng ruột, tía sợ con dâu của tía có chuyện gì. Còn con này nè, sao đầu óc lớn rồi mà nói không nghe vậy hả? Như con nít à. Mày nghĩ sao? Gì bay không à? Tao lên đây tao can tụi bay mà lỡ lòng nào mày quánh tao vậy hả thằng Đậu? Tại anh giả gái em đâu nhận ra đâu. Tao không giả gái, tao chứng kiến được cái cảnh này hả? Thứ gì đâu không à? Bây giờ tao về,
tao tơi tả rồi đậu, tao tơi tả rồi đen. Hồi nãy tao nhớ, tao đi được 2 tiếng. Giờ bay chứng kiến cho thả mãn tụi bay nữa. Tao còn có chân rưỡi thôi. Thả mãn 2 đứa bay 2 của con ôn dịch. Anh Đường, đừng có mét tía nghe anh Đường. Chết rồi, anh giờ anh mét tía đó. Tại đậu đó, giờ anh vậy mét tía giờ tính sao đây? Đen. Vậy? Đậu nói thiệt nha, bữa nay mới đổi con chút xíu à. Bị Đen đánh vậy, rồi bị Đen đổ nước mắm lên đầu. Đậu chịu không nổi luôn á. Vậy mà mọi ngày đậu cứ làm những cái điều đó với Đen. Chắc Đen buồn lắm hả? Thôi vậy nha, cho đậu xin lỗi đi. Đậu hứa từ đây về sau đậu sẽ không bao giờ đánh Đen nữa. Thiệt hả? Thiệt, không bao giờ đổ nước mắm lên đầu Đen nữa. Nếu mà có chuyện gì á, 2 đứa mình nhỏ nhẹ ngồi nói cho nhau nghe ha. Chịu không? Tại đậu không chịu khám phá Đen thôi, chứ Đen bí hiểm lắm á. Bí hiểm như đỉnh Olympia không? Đúng rồi. Vậy bữa nay đậu quyết định sẽ thám hiểm đỉnh Olympia. Ê, đứng lại tôi thám hiểm. Thám hiểm hả? Ờ. Không dễ đâu. Ừ. Đứng lại. Xa vắng vài năm nay mới gặp lại. Nhớ mừng vui, nhớ mừng. Nhớ hôm nào nó gần là cu tí, vẫn hay nũng nịu đội bia hơi. Đến nay vẫn còn gian ác. Mình ơi, mình gài giùm em cái áo của mình lẹ lên mình. À. Trời đất ơi, lẹ lên đi, sửa sàng xong chưa? Hôm nay đón con nó về kìa, nó về nước phải chuẩn bị cho nó tươm tất nghe không? À. Đâu coi nhà cửa, coi đó. Đây nè, mà không miễn một mình nó về nữa mà còn dâu nó dẫn con dâu về nữa, cho nên là phải làm sao cho nó tươm tất. Cài giùm. À. Cài giùm em coi đó. Rồi nhà cửa mình xong chưa? Để coi cho nó đàng hoàng coi làm sao chứ. Đó, mà cái thằng này sao nó không cho mình ra phi trường đón nó ta? Đó, coi cái này sao không gài vòng qua đây gài giùm một cái coi. Đó, gài đi rồi. Rồi mà không biết dâu con nó làm sao đây nữa. Cái gì mà vậy? Mà đứng lại cho tôi. Trời ơi, muốn tôi gài phải đứng lại tôi mới gài được chứ. Trời, nãy giờ chưa gài được hả? Trời ơi, nói một cái là đi như con lật đật vậy đó. Lẹ lên. Đó, con trai nó ngoại quốc nó về rồi, nó đưa dâu về đây nữa rồi. Cầu trời làm sao mà cho con nghe nè, nó có đứa dâu hiền lành ngoan ngoãn mình nở mặt nở mày với bè bạn hay ông ha. À. Đó, rồi xong chưa, nhà cửa dọn dẹp xong chưa mình? Xong rồi. Con nó sắp về tới nơi rồi đó. Ừ. Trời đất ơi. Cái gì? Sao có tivi đâu mất rồi? Cất rồi. Cất chi sao không để chân? Chân chi vậy mình? Con mình nó ngoại quốc về, nó thấy nhà không có tivi, nó bỏ tiền nó mua tivi cho ba má. À, xong rồi mai mốt nó về ngoại quốc cho mình lấy tiền mua vàng mình cất mình dưỡng già, thấy không? Tính vậy chứ. Nóng quá à, mình mở cho em cái quạt coi mình. Trời ơi. Trời đất ơi. Hả? Cái quạt máy này đâu rồi? Em quên, giấu rồi. Trời ơi, giấu chi xong để chân. Chân chi nữa, con mình nó về nó thấy nhà cửa không có quạt máy nóng được, nó thương cha thương mẹ, nó bỏ tiền nó mua máy lạnh cho mình biết không? Đó, rồi nay mai nó về nước mà lấy tiền máy lạnh mua vàng cất dưỡng già. Trời ơi. Đâu coi nhà cửa. Ờ thôi, mình ơi. Gì? Xuống lấy cho em cái búa mình. Chi vậy? Đập bể cái ghế chỗ này ra, con nó thương á, cái nó cho tiền đắp vô chỗ này nè. Trời ơi, đập cái này chuyện nhỏ. Lại đây tôi nói bà nghe. Vụ gì? Tôi chỉ mà đập cái chỗ này bảo đảm mà có tiền xài dài cho tới chết luôn. Đâu, chỗ nào? Cái đầu tôi nè. Ờ ha. Thằng con mình nó có hiếu, nó thương ba lắm được rồi. Đúng rồi đó, ý hay để em đập cho nó. Trời ơi, bà đừng có quá đáng nha bà. Cái gì? Trời ơi, bà đừng có quên bà là má của nó, là người từng bánh da xẻ thịt đẻ ra nó. Đúng rồi. Bà tính toán đâu có được. Tôi nè, là ba đó nè, tôi không có cần bà cái vật chất đó đâu. Nó về đây hả? Bất quá tôi xin nó vài triệu để tắm hơi thôi. Cái gì? Đừng có giỡn mặt với tôi nghe, lo dọn dẹp nhà cửa đàng hoàng đi. Cái thằng này sao nó không đưa vui mình ra phi trường mình đó? Vui quá, vui. Đó, thấy chưa? Mình, sao con nó về nè, nó nướng tới thăm mình mà mình sao mình vui dữ vậy? Nó nghe tới cười không? Con về không mừng, không lẽ buồn? Trời không, mình phải buồn, mình phải bệnh, mình làm nó buồn bệnh. Ý là mình thương nhớ con biết không? Để con nó trả hiếu cho mình chứ. Bệnh đi mình, à. Buồn bệnh. Bệnh ha? Ừ. Có liền. Thôi. Cái gì vậy trời, nó ho này, ho vừa vừa, nó ho quá, nó tưởng ho lao, nó bỏ về nước là chết à. Ho cho lịch sự thôi, ho vừa vừa, ho làm sao mà cho nó ra tiền đó. Ho quý phái ha? Ừ. Được rồi. Được chưa? Ho vậy nó elephant lắm á.
Ê tụi con á, tôi xong rồi. Còn bà sao? Cái gì? Bà bệnh gì? Có rồi, em tính rồi. À. Em bệnh này là chắc chắn con nó phải cho tiền à. Bệnh gì vậy? Thấp khớp kinh niên. Bệnh này tới già không chữa khỏi luôn vậy đó. Đâu thấp làm sao đâu. Thí dụ hai em mời vừa gặp con á, em đi điên cái đó, quẹo quá vậy. Xong cái em lại bước tới em gặp con cái em quẹo vậy nữa. Đó, à, vậy đó. Bà làm sao giống hoa hậu tàn tật quá. Vậy đó hả? Thôi giờ vậy đi ha. Ủa, chết rồi. Trời cái gì khác vậy? Chết rồi. Cái nồi cá kho tổ của em no kho cho thằng con nó về. Nó khét chết rồi, thôi em phải vô. Em phải vô coi không. Nhưng mà trước khi gặp con em phải tàn tật cái về nó cho nó thương. Cái tướng vậy chắc tối nay tôi phải đi bị ôm quá. Nãy nói rồi, nãy ở chuyển máy bay ở Đài Loan á, sao? Anh nói em là làm ơn thay cái quần dài vô giùm anh một cái. Về tới Việt Nam mặc đồ lồi da lồi thịt kỳ quá. Anh nói sao vậy? Em tốt phe xấu che chứ bộ. Thì phải rồi, tốt khoe thì xấu che. Làm ơn che lại giùm cái đi. Trời ơi, người ta có cái đùi đẹp người ta phải phe chứ. Gì? Đùi đẹp hả? Ủa. Trời ơi, đùi đẹp, đùi người ta dài như vậy nè. Con đùi bả có vậy mà khoe. Anh nói xấu em giận quá, em giận quá. Anh vẫn chơi chút xíu thôi. Anh ừ. Mới về thăm ba má anh lần đầu tiên đó. À. Em sợ ba má anh khó tánh đó. Em hồi hộp quá à, em hồi hộp quá à. Trời đất ơi, hồi hộp quá à, hồi hộp quá à. Hồi hộp bả vậy á. Ủa? Anh sợ ba má, anh thấy tướng em, ba má anh hồi hộp cho em hồi hộp gì. Không trời... sao đâu, anh nói em nghe. Lần nào anh gọi điện thoại về Việt Nam á, anh cũng nói ba má ơi, ba má sắp sửa có con dâu. Ủa? Đẹp, dễ thương mà còn hiền nữa. Thì em đẹp, em dễ thương, em hiền thiệt chứ bộ. Ờ, à, thấy chưa? Mà không hồi hộp sao được. Sao? Em mới lấy chồng lần thứ nhất chứ bộ. Vậy vậy vậy. Muốn mới lấy chồng lần thứ nhất hả? Ừ à. Bộ em tính lấy chồng lần thứ hai, lần thứ ba nữa sao đây? Không chồng á. Ê, đừng giỡn với tôi nha, tôi quýnh chết bây giờ á. Giỡn hả? Trời ơi, ghen kìa. Hở ra cái ghen, hở ra cái ghen à. Có chồng ghen ghét ghê vậy đó. Không ghen sao được, có vợ đẹp không ghen sao được. Tại vì anh chỉ muốn tiền của em là của riêng anh thôi. Vậy? Không, tình của em là của riêng anh. Thấy không? Anh nói sao thì anh là mối tình đầu tiên của em đó. Gì? Mối tình đầu tiên hả? Ừ à. Sao nhiều kinh nghiệm vậy? Anh nhớ lần đầu tiên chở đi biển chơi, mình tính thử thôi. Mình nói em ơi, cho anh nha em. Tưởng đâu từ chối ra giờ cho liền à. Bởi vì mới kẹt tới ngày hôm nay nè. Anh muốn em giận hả? Anh muốn em giận hả? Ôi anh giận mà. Giận hả? Trời ơi, giận hoài à. Ghét quá. Anh nói nghe kỳ này á, mình về Việt Nam. Ừ à. Không, nhất là em nữa. Ừ. Em đẹp, em dễ thương. Mình phải tổ chức đám cưới thiệt là lớn nha em, để cho ba má anh rạng rỡ với bà con lối xóm nha. Thì đương nhiên rồi đó. Ờ, nè. Sao? Em... Ý anh muốn gì? Ờ, hiểu ý hay quá, em dễ thương ghê đó. Em ứng ra trước cho anh 20 sắp nha. 20 sắp giải hả? Tự nhiên ứng 20 sắp giải đã quấn em thành xác ướp hả? Không phải, 20.000 đô la đó, để anh lo đám cưới. Cái chuyện đó chuyện nhỏ, em biết rồi, em lo liệu rồi, chút xíu nữa em đưa cho. Trời ơi, em dễ thương quá à. Em về Mỹ em bắt thợ nó giũa tháng em lấy lại hết à. Ờ, được nghe, được đó em. Ừ. À, bây giờ nói nghe nè, thôi bây giờ chuẩn bị ba má anh ra rồi đó, bây giờ em vô rửa mặt cho tôi lên xíu đi. Bộ mặt em của tôi hả? Trời ơi, sọc dưa nhiều quá kìa. Trời ơi, mặt tôi đẹp vậy mà là sọc dưa. Thôi đi em, đi đi. Chịu đâu, nãy em ra ngoài ngõ đó, em thấy chú đầu ngõ anh đó, có cái xe gì mà cái trái gì nó xanh xanh, nó tròn tròn ấy, người ta xẻ nó là nó tè ra vậy nè. Cái trái gì mà tè ra vậy? Nó tè ra vậy nè. Không có ơi. Có chén mắm ruốc là ớt ở trên đó. Cái chén gì á, trái à, gì á. Trái cốc. Đúng rồi, trái cốc. Em xèm trái cốc chứ em xèm nhắm em dài mua đó. Ngày xưa em như cô tắm nhé. Trời ơi trời. Sắp sửa có cháu ngoại mà còn nhí nhảnh nữa. Nhìn phát ói à. Ủa sao ba má nó mất tiêu hết trơn rồi? Anybody home? Anybody home? Trời ơi! Cô Mi! Mami! Trời ơi! Cô Mi! Oh, Mami! Đá đi! Ê, dạ? Mất gặp đồ đá mày? Dạ, không có, không có. Con xin lỗi, xin lỗi. Oh. À, chào ba. Chào má. Trời đất ơi, tôi chào má. Trời đất ơi! Tao mới về. Hả? Trời ơi! À, không, à, xin lỗi ba má. Tại vì con qua Mỹ lâu quá rồi, cho nên tiếng Việt quên, tiếng Mỹ cũng không biết luôn.
Trời đất ơi, cô Bi. Dạ. Sao? Trời ơi, con ơi. Dạ. Con ở Mỹ con đi đào kinh thủy lợi xong mà phơi nắng giữ tóc con nó cháy vàng khè vậy con. No daddy. Cái này người ta gọi là tóc highlight. Highlight là sao? Tóc thời trang người ta gọi là tóc xù lông nhím. Ôi trời. Trời ơi. Trời chớ bức tóc dục quan tội. Dạ. Yeah. Trời ơi, cô Bi lại đây với má cô. No Bi. Mommy. Hả? Con qua Mỹ không ai gọi là cô Bi nữa rồi. Chứ gọi là cái gì? Con lấy tên Mỹ. Tên gì? Tên là Bob. Trời ơi, Bob Bi. No Mommy. Tên người ta Bob thôi, đừng có Bi, nghe đau lắm. Mình thấy chưa, nó lớn nó đâu có chịu theo em đâu. Dạ. Vậy thôi bóp ba qua đây với em. Con ơi, bữa nay có con đừng có bóp bậy bạ bà. Ôi mình. Daddy, Mommy. Hả? Lần đầu tiên con về Việt Nam, bao nhiêu năm xa cách, về thấy ba má khỏe mạnh con vui lắm. Cảm ơn. Ba má. Ủa? Sao đâu có bệnh bệnh con. Ba bệnh dữ lắm con ơi, ba bệnh ba. Ủa? Ba bị bệnh gì vậy má? Ba xuyển con ơi, nuốt 70 con thằng lằn mà chưa có hết đó. Xuyển. Ba không sao đâu, ba không sao đâu. Để con về Mỹ, con sẽ mua thuốc gửi về cho ba uống nha. Trời không kịp đâu con ơi. Sao trời vậy ba? Ơi, bóp, con về Mỹ con gửi thuốc qua là trễ rồi. Ba cái bệnh này nè, ba dán thuốc dán cho ba hết liền à. Ủa, bệnh ho sao dán thuốc dán mà hết? Dán cái loại thuốc dán màu xanh đó con. Thuốc dán gì? Có số nữa con. Dạ, thuốc dán màu xanh dày nè con. Đó, cái ba hết liền, ba khỏe liền. Con hiểu rồi. À. Bao nhiêu năm xa cách ba tôi làm thợ vẽ. Con hiểu rồi, con sẵn sàng chuẩn bị. Xanh xanh có số. Khỏe mà. Khỏe thật rồi. Dán vô cái nó khỏe liền bà ơi. Dạ, dạ. Thằng có hiếu quá, trời ơi. Dạ. Thấy chưa, trời ta nên. Nhưng mà cũng may một mình ba bệnh thôi, má tôi bệnh được chết cha thôi rồi. Cô Bi. Dạ. Mày nhìn má gì mà nói má khỏe hả cô Bi? À. Mày nhìn vậy mà nói má khỏe hả? Má bệnh dữ lắm đó con. Má còn bị thấp khớp kinh niên đó. Trời ơi, má nói thiệt mà Bi, má nói con nghe nè, đó thấy chưa? Đó, thấp khớp. Cô chừng em ơi. Em bước theo chừng em. Cô chừng, cô chừng. Trời ơi, cô chừng. Thấy chưa? Má ơi, không sao đâu. Cũng may là lần này con về con có đem theo một lố salon bát. Trời ơi, salon bát, má con thích lại salon bát màu xanh thôi. Bà nói sao vậy, salon bát màu trắng mà. Tao thích màu xanh mày, vừa phải thôi, màu xanh. À, con hiểu rồi. Ba tôi làm thợ vẽ, còn má tôi làm họa sĩ. Ờ, dạ, quá. Dạ, có rồi, có rồi đi má, màu xanh. Má nhất chỗ nào? Má nhất đây nè con. Lẹ lẹ đi con. Mà con đau ở đây. Đó. Ây xà. Trời ơi, nó nhẹ, giờ em tung tăng rồi đó mình. Tan 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 tan. Trời ơi, con chóng mặt quá, xin phép ba má con vô rửa mặt. Trời ơi. Trời ơi, thấy chưa, đưa tiền lại cho em. Trời ơi, mình ơi là mình, em con nó có hiếu vậy đó. Nó báo hiếu mình vậy còn muốn gì nữa. Em thiệt. Ai vậy? Hả? Bóp. Trời ơi, sao trắng quá. Trời đất ơi, sao vậy? Sao ông dữ vậy? Thôi đúng rồi, ông ơi. Dạ. Dì kêu. Dì kêu hả? Dì kêu. À, đúng rồi. Dạ, 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 chào bà. Chắc bà đây là má dâu tương lai tôi hen. Dạ, chào mời chị bà. Xui, trời dạ. Ơi, chị xui. Trời ơi. Thằng Bi và tôi á, dạ. Nó có gửi hình con gái chị về cho vợ chồng tôi coi. Công nhận nó giống chị quá xa. Y chang. Mà công nhận nha, trời ơi, chị xui già sao bận đồ. Còn chị chơi quá. Ê. Mũi mầm dữ lắm. Trời ơi, ta nói cái thằng Bi nó tệ quá à. Dạ. Nó đưa má vợ nó về, nó không báo cho tôi biết thì mà tiếp. Trời ơi, xá lễ, chị xui ơi, xá lễ, xá lễ. Chị xui, mà chị ngồi, trời ơi. Chị xui khát nước xui. Không? Đứng vô lấy nước, chị xui uống nha. Lấy nước anh. Trời ơi, đi máy bay mạnh lắm không? Già cỡ tụi mình á, ngồi máy bay lâu đau lưng lắm chị ơi. Dạ. Tôi biết mà. Xin lỗi nha chị xui. Cái gì vậy? Chuyện gì vậy? Ba má chuyện gì vậy? Chuyện gì? Nè. Dạ. Bi. Dạ. Trời ơi. Ba má buồn dữ lắm nha không? Dạ sao má? Trời ơi, mày đưa má vợ mày về mày không nói ba má tiếp rước để kỳ cục quá. Dạ. Ai má vợ? Nè. Không phải, không phải ba má. Không phải. Cái này là con dâu của ba má nè. Em đây là ba má của anh nè. Em chào ba má anh đi. Chào ba má anh đi. Chào. Anh giới thiệu em trước. Dạ thưa ba má, đây là Jennifer Luân.
Cái gì? Tiếng Việt là Jennifer Lũng. Hả? Dạ, chào chào chào. Dạ, Jennifer Lũng kính chào hai bác. Em gì hai bác? Sắp sửa làm con dâu mà chào ba má. Dạ, Lũng kính chào ba má. Dạ. Con nói má nghe, ảnh là mối tình đầu của con. Dạ. Con cũng là mối tình đầu của ảnh đó. Rồi ba má ơi, sao gặp con dâu mặt ba má buồn bí xị vui vui lên ba. Vui cái ông nội mày á. Dạ. Dạ xin phép ba má. Em trời nóng mặt em đường hẻm sột dưa nhiều quá, em vô đắp phấn lăn láng cho trẻ trẻ xíu anh cái đi. Thôi em có đi tắm đâu. Đi tắm giùm anh cái đi. Em tắm sủa không à. Ở đây đâu có sủa cho em tắm đâu. Vậy em mới tắm ở bên Mỹ trước khi về Việt Nam chứ bộ. Dạ. Thôi để về Mỹ em tắm luôn đi. Ở đây có 2 tháng chứ trời nhiều ơi. Đâu 2 tháng chịu sao nổi em. Mà em nói anh nghe nè. Cái gì? Em nhịn lắm đó nghe. Dạ. Em thương anh, em nhịn lắm. Anh biết rồi. Ôi em giận cứng mà em cắn em chịu á. Cái gì vậy? Trường nuốt hàm răng giả bây giờ á. Gì vậy? Sợ xúc răng giả chứ gì. Thôi bây giờ đi đem. Đi vô mạnh cái đi. Anh dìu em vô em mới chịu á. Trời không chứng dìu mà. Không chịu đâu. À, anh bọc muốn cho lẹ. Ủa. Trời vô trọng lấy sữa ông Thọ cho nó tắm. Mình ơi em khổ quá mình ơi. Khổ gì tại bà không biết dạy con. Làm sao mà em biết nữa, nó qua ngoại quốc nó chọn kỳ cục quá trời. Kêu ra tờ biểu. Ba. Bi. Ba. Bi. Ba. Bi. Ba. Con nói với ba má rồi bóp thôi bi hoài à. Ba mày qua đây ngồi lẹ lên. Dạ. Bi. Dạ. Mày ngồi xuống mày nghe má nói nè. Dạ. Ngồi xuống. Dạ. Trời ơi bây giờ mày nghe má nói nghe. Má bỏ mười mấy ngàn đô la má làm hồ sơ giả cho mày đi con lai sang Mỹ. Ít nhất mày phải học kỹ sư bác sĩ rồi mày lấy bác sĩ kỹ sư. Mày giống một con mẹ già bằng má về là sao vậy Bi? Tao cứ tưởng mày đem bả về giới thiệu cho tao nữa chứ. Bi nè, nghe má hỏi. Mày qua bên ngoại quốc á, giờ mẹ tao hỏi mày có quốc tịch chưa? Yes, I am. Nói tiếng Việt mày. Dạ, có rồi. Thấy chưa? Có quốc tịch rồi dễ lắm con ơi. Về Việt Nam tao nói con gái nói nhiều vô kể. Hoa hậu thì khó nghe chứ còn á hậu nha. Mày vớt bên đây 12 con nè, mày vớt bên đây 18 con đó. Á hậu nhiều lắm con ơi. Dạ cái này cũng hậu vậy. Hậu gì? Mẫu hậu. Mày giỡn á mày. Má mà nói đúng á. Bữa trước tao đi bia ôm đây nè. Cái gì bia ôm nè? Già hai thứ tóc mày còn đi vô mấy chỗ nhí làm gì? Muốn ba nhà nát cửa hả? Muốn cái gì? Thôi đi ăn bánh tráng phơi sương. Mày làm gì vậy? Dạ thôi đừng có lộn mà. Trời đất ơi, bữa trước tôi đi ăn bánh sáng phơi sương. Dạ. Trời ơi, mấy bạn của ba già hết trơn rồi, già còn hơn tao nữa. Vậy mà mấy em đeo rồi. Mày không tin tối nay tao dẫn mày đi. Cái gì hả? Hả? Trời ơi, hèn chi. Ngày nào cũng nói tôi là đi tối là đi học Anh văn để qua bển thăm con, té ra đi ăn bánh tráng phơi sương phải không? Muốn phơi sương phải không? Ngày nào cũng phơi sương phải không? Ba này đừng có đa nghi gì nha. Thôi tao đi có 2 lần à. Nhìn đi nhiều đâu có đủ sức. Đủ sức cái gì nè? Nè, quay lại đi coi coi. Muốn ta nhà nát cửa phải không? Muốn cái gì? Set up cái gì? Set up cái gì vậy? Bi. Trời ơi, má bỏ tiền cho mày qua ngoại quốc để mày có tiền mày gửi về cho má xe Honda, xe Dream, tự nhiên mày gửi về cho má xe đạp là sao vậy con? Ủa, con nói xe đạp hồi nào? Thì con vừa nói xe đạp đó. Không phải, con nói set up có nghĩa là im đi đừng cãi nữa. Trời ơi, tiếng Anh mày khổ quá. Nhưng mà con nói thiệt với ba nha. Cái gì? Đây là mối tình đầu của con đó ba. Trời ơi, bây giờ cho con khờ quá. Hồi đó tao ở với cả chục người đó. Tới chuyện tao gặp má mày tao cũng nói là mối tình đầu. Bảo đâu có biết mẹ gì đâu. Sao không biết? Tôi rành quá chứ bộ ông tưởng ông là người đầu tiên tới với tôi á. Xin lỗi ông thứ 12 này nghe không? Thôi ba má ơi đừng có cãi. Con nói thiệt với ba má nha. Con có nỗi khổ tâm của con á. Con lỡ cái gì phải không con? Dạ con lỡ rồi. Con lỡ cái gì vậy con? Dạ. Không lẽ nó có bầu hả? Trời đất ơi, ba nghĩ sao vậy? Cái tướng bà đó còn đẻ được hả? Hả? Con môn đẻ ra hộp vịt lộn á. Con lỡ chuyện khác kìa. Lỡ chuyện gì chuyện con? Gì? Bà má không biết không? Biết chuyện gì. Ủa? Con? Có gì con khổ dữ vậy con? Ba chờ con xíu. Cái gì vậy? Con sợ nghe. Nó đang tắm sữa, tổng không có nghe đâu mày ơi. Coi chừng mất mấy hộp sữa ông Thọ của tao đó. À, ba. Cái gì? Ba nghe. Cái gì? Bà làm chủ tiệm nail. Kệ mẹ nó chứ. Nhưng mà con làm cho bà. Kệ mẹ mày chứ. Cái này mới chết mẹ con nè. Trời ơi. Cái gì? Bà má biết sao không? Bữa hổm á, con làm trong tiệm nail của bà. Còn sao? Con nhỏ khách. Nó mặc đồ phía trước ngực á. Nó khoét sâu vậy nè. Trời đất ơi. Con lo vũ á. Vũ mà con lo nghía. Rồi sao con? Con vũ hồi tay khách nó thành vậy. Hả?
Trời đất ơi, còn sao? Bởi vậy người ta mới đòi thưa con, bắt con vô tù. Con không nhờ bả beo con ra, lãnh con ra thì con ở tù rồi. Tôi chết. Bởi vậy con mới được. Không thương người ta thì đừng có lấy. Ba dạy con sao? Sống trên đời phải có lương tâm. Con không biết, nhưng mà lương tâm không bằng lương thực. Thôi mày ơi, tao nói nè nè, nợ tiền thì mình trả bằng tiền, con còn có chuyện tình cảm để má tính cho. Thôi má ơi, má tính sao được tính, bây giờ con đâu có tiền để con trả cho người ta. Trời má ơi, trời sao mày nói với ba má là mày qua bển học bác sĩ kỹ sư? Có, nhưng mới tính nè. Trời đất, trời ơi, thôi chết. Dạ. Rồi con ơi, là chết. Con mày thôi được rồi, bây giờ cái chuyện này mày để cho tao tính. Dạ đúng rồi, để cho má mày tính đi. Má tính sao má? Má, tao nói thiệt với mày nghe không, tao lấy mấy chục năm, lấy bả mấy chục năm, má tao biết mà. Có chuyện gì mà cần chửi thẳng vào mặt người ta đó là không ai qua má mày hết trơn á. Đúng mà. Tao gặp bà ta sẽ chửi thẳng vào mặt bà. Tôi nói thưa bà, con tôi banh da xẻ thịt, tôi đẻ từ hồi tôi 14 tuổi rưỡi. Cái lúc mà cháu nó còn khóc e oe đó, tôi dâng hiến cho nó 2 bầu sữa. Không lẽ má có 3 bầu sữa? Má mà có 3 bầu giá má cũng tặng con luôn. Bởi vì lòng mẹ bao la như biển Thái Bình, con biết không? Đó. Rồi lớn lên ít nhất con phải lấy người xứng đôi vừa lứa cho ba má nở mặt nở mày. Chứ lấy đâu mà lấy một bà già như vậy. Tao hỏi mày, ngày đám cưới mày lỡ bả đứng cạnh ba mày, cái người ta chúc bả với ba mày 100 năm hạnh phúc á. Thôi má ơi, con nghĩ làm như vậy thấy tàn nhẫn quá. Tao không tàn nhẫn, làm tao sao, làm sao tao sống với ba mày mấy chục năm nay được. Trời ơi. Anh ơi. Cái gì? Trời, thôi rồi. Quá à. Thôi bây giờ anh ra khách sạn anh muốn phòng máy lạnh cho em ở đi, em chịu không có nổi, em chịu không có nổi rồi đó. Trời ơi em ơi em. Nóng đang quá. Căng thẳng mà nổi gì nữa. Căng cái gì? Căng thẳng là vô qua nói chuyện. Nhà này quạt máy cũng có chứ đừng nói gì là máy lạnh nữa. Muốn thì ra khách sạn mà ở. Nhưng mà trước khi đi đó, tôi muốn nói chuyện đàng hoàng với bà. Má. Má đừng gọi con bằng bà má à. Má gọi con bằng bà con tổn thọ lắm. Chỉ còn có mấy bữa nữa là con làm đám cưới rồi. Dạ. Và từ đó chốn phong ba con làm dâu nhà người. Đau buồn. Ủa mà con đau buồn. Con vui chết mẹ luôn vậy má. Vui mày chết mày luôn vậy. Thì cũng chính là cái vụ đám cưới này đó. Dạ. Vợ chồng tôi phải cần nói chuyện gấp với bà đó. Ba con đừng kêu con bằng bà con tổn thọ lắm ba ơi. Con ở đây có 2 tháng à, con đám cưới con tuần lễ là con về thôi hả ba à. Vô đây bà. Đây nè. Dạ. Cái chuyện hôn nhân của thằng con tôi đó. Dạ. Tôi dứt khoát là. Má. Con nhớ rồi. Má đưa bàn tay ra con mới nhớ. Con có cái này con muốn tặng má mà nãy giờ con quanh. Nè, con tặng má chiếc học sàng này nè, cái tay má đeo chiếc này vô, trời ơi. Má ơi, đẹp vô cùng, má trồng vô thử coi má. Trời đất ơi. Wow. Nhưng mà chuyện hôn nhân là tôi dứt khoát là đẹp quá. là thiệt hay giả vậy? Trời, con đâu dám giỡn mặt má đâu, má cái này thiệt đó. Dạ. Dạ. Mà nó mấy kaka mấy kaka. Cái này 2 kaka má ơi, mà nước e đó má, nước e đó, nước e xứng với má ghê chua. Trời ơi nó sáng quá trời đó mình ơi. Trời ơi Jennifer lủng lủng này mà. Dâu cưng của má. Thấy hộp xoàn á là sáng mắt à. Má. Con nói cho ba nghe, hồi nãy con vô trong phòng á, con thấy nhà cửa mình chật chội khó chịu quá à. Ý con muốn á mua một căn nhà mới thiệt, mới mà lớn, thiệt lớn để ba có chỗ ba tiếp khách đó mà. Thôi kệ tôi. Nghèo nhưng mà tôi hạnh phúc. Tôi chỉ cần chiều sâu tâm hồn thôi. Mình ba lũng cũng có chiều sâu lắm mà ba chưa có khám phá ra đó thôi đó bà. Ý con muốn nói là ba má đó cứ chọn một cái nhà nào đi, con lợi con chụp con búp liền, con đem dựng tặng ba má liền má ha. Tôi không cần, bây giờ tôi tu tại gia rồi. Mình tiền bạc đối với tôi bây giờ là bà. Ủa con nói là con mua nhà mới tặng cho ba má hả? Dạ đúng. À, je vous salue, madame. Ba nói gì, ba con ở Mỹ về ba nói tiếng Tây sao con biết được ba? Tao cũng đâu có hiểu. Đúng rồi đó em. À, bây giờ sẵn nhà cũ á, bây giờ mình bán nhà đi, mua nhà mới ha. Không được, cái nhà này nhà kỷ niệm của ba má. Em muốn sửa lại cho đẹp, thì đẹp cho mới thì mới, để ba má cho người ta mướn để lấy chút tiền xài má. Đúng rồi đó con. Trời ơi, ta nói cái nhà này nha, con cất lên cho má 10 tầng nha con. Dạ. Mỗi tầng một cái toilet nha. Dạ. Sân thượng là cũng phải có toilet đó nha. Dạ. Để má vừa đi toilet, má vừa ngắm sao trời nha con. Dạ, chảnh ghê vậy má. Vui quá.
Ba nãy nghe. Ba nói cái chuyện gì vậy? Hồi nãy ba muốn nói con cái chuyện gì vậy ba? Ba bàn chuyện gì vậy ba? Không, hồi nãy ba chỉ muốn hỏi là con đã lựa được ngày lành tháng tốt để làm lễ thành hôn với thằng Bi nhà của ba má đó mà. Dạ. Đó, cái đó quan trọng, cái đó quan trọng. Con qua má nói nghe nè. Dạ, con đây. Chắc con tụi con khấn phải không? Ủa sao má biết con tuổi con rắn hay quá vậy? Nhìn cái đầu là biết liền à. Trời ơi, rắn quá trời rắn luôn vậy đó. Má ơi, con tuổi con rắn, con bằng má đó. Dạ. Ủa, vậy má với con bằng tuổi nhau hả? Nhưng mà con nhỏ hơn má, con sanh cuối năm. Trời đất ơi, hên ghê vậy đó. Dạ. Vậy là má còn hơn con tới 9 tháng. Dạ, đúng rồi. Hơn hết trời vậy đó. Dạ. Nè, mình coi nè, mặt trẻ non phải không? Dễ thương quá trời à. Ba, sao? Con còn nhỏ hơn ba tới 2 tuổi luôn đó ba. Con trẻ măng, trẻ măng vậy đó ba. Dạ, phải rồi, phải rồi. Ba có con dâu trẻ măng à. Nhưng măng già. Anh nói nghe nè, bây giờ ba má đồng ý cho hai đứa mình rồi đó. Bây giờ em lấy cho anh 20 ngàn để anh chạy lo đám cưới đi. Xứng quá. Thôi chết. Cái gì chết? Em bỏ quên cái bóp bên Mỹ rồi. Cái gì kỳ vậy? Tiền đâu? Ê ba má ứng cho con mượn đỡ 20 ngàn rồi. 6 tháng sau con về Mỹ, con trả lại được không ba má? Gì vậy? Tiền đâu mà có? Thôi vậy thôi. Dẹp đám cưới, dẹp hết đám cưới. Má còn cái hộp. Trời ơi, cũng may là còn vớt được cái hộp này, chúng tôi làm lỗ á. Ủa gì cười vậy? Gì cười vậy? Gì vậy? Cái gì vậy? Cái hộp giả. Trời ơi! Trời đất ơi! Ba! Ba! Ngày hôm qua nằm mơ thấy cái gì mà yêu đời dữ vậy ha? Có cái gì đâu. Bán được vài cái hột xoàn thôi là nó tí tửng, nó cứ hát thế thôi chứ có cái gì. Trời ơi. Mà trời ơi, buôn bán sao cái chuối nhũi mà sắc thế hả? Sắc báo thế hả? Không phải, anh đang đọc mấy cái mẫu quảng cáo nè. Đọc cho nghe nè nha. Đâu, cái gì? Cần bán gấp, nhà mới xây. Ừ. Địa điểm tốt, gần trường học, gần siêu thị, gần nghĩa địa. Cái gì? Còn cái này nữa nè. Nhà hoàng kỷ niệm 5 năm khai trương, đại hạ giá. Ai chôn trong tháng 7 được bớt 25%. Thôi chết. Nếu chôn hai người một lúc, người thứ hai được miễn phí. Chôn one get one free. Quảng cáo gì mà kinh thế, nhà quan nào vậy? Nhà quan của chú Sáu Tấm á. À, chú Sáu Tấm thì em quen. À, còn tin hấp dẫn nè, em nghe nè. Tin gì? Là đây, vợ thưa chồng, ngủ không coi chừng để thằng làng bò ngang rúng. Trời, cái tin gì mà cái con mẹ nó mà vô duyên thế. Ngủ đi. Nghe cái gì mà cái đâu, chỗ nào? Tội nghiệp vợ tôi ghê á. Thường ngày gạt người ta dữ lắm, hôm nay dễ bị tôi gạt người ta. Vơ vẩn buôn bán không lòn, gạt cái gì cả. Thôi mệt quá đi. Thôi thôi, này Đi vợ chút xíu làm dữ vậy. Nhưng mà anh nói em rồi đó nha. Chuyện gì? Nhắc cái chú Sáu Tấm anh nói á. Em buôn bán cái gì cũng phải vừa phải thôi. Em bán lời vừa phải thôi em ơi. Ăn lời cái gì, bán cho cái ông Sáu Tấm một cái hột to bằng cái đốt ngón tay, lời có 4.500 chứ bao nhiêu. Trời đất ơi, 4.500 mà chưa chịu nữa. Không phải, là vì hôm ấy là chú Sáu Tấm chú vô mánh. Mánh gì? Thì ở hay xe lửa đụng chết 10 mạng người, chôn mệt nghỉ mới có tiền mua hạt xoàn chứ lệ. Trời ơi, nhưng mà anh nói em rồi, làm cái gì cũng phải có qua có lại. Sao lại không có qua có lại? Thì em bớt cho chú ấy 700, chú bảo là khi nào chồng chết chôn thì bớt cho 50%. Trời đất ơi, cái ông nào vui như vậy? Không, chú ấy hứa thôi chứ mà anh chưa chết đâu anh. Thôi, bậy bạ đi. Thôi mà... được rồi, đi vào làm giùm em một cái cho nó đàng hoàng vào nhá. Được rồi. Ê em ơi. Hả? Hình như bà bác sĩ Tân tới kìa. Đấy, em biết ngay, tự nhiên sáng nay nhẹ nhõm người. Nhưng mà nói gì nói, anh để ý cái bà này nha. Sao? Bà tới cái tiệm mình nó không bao giờ mua hết á. Gặp mặt anh cái nhờ coi hộp, rửa hộp, chùi hộp. Hạt xoàn. Ờ, hột xoàn. Nói cho rõ ràng, hột cái gì? Giá chị bà mua nha không? Rồi vào nhận hột đi. Ồ, chị Kim Tinh. Ồ, chào chị Kim Tinh. Chào anh Kim Tinh. Vâng. Chào bà bác sĩ. Chào chị Tân.
Bác sĩ chào bà. Bác sĩ chào anh Kim Tinh. Dạ. Chị Kim Tinh khỏe không? Em khỏe lắm. Hôm nay có việc gì cần tới em nào? Thì có chứ. Nhờ anh Kim Tinh chùi giùm cái hộp này. Xí. Dạ. Chùi đi mà. Chưa, còn cái hộp này nữa. Mới đi Phi Châu về mua 105 ly. Trời ơi. Anh chùi giùm luôn anh Kim Tinh. Dạ. Hộp xoài mà tướng đại bác 105 ly. Thôi mình ơi, chùi giùm cho bà bác sĩ cái hột vịt lộn đi. To quá. Hộp xoài. À, xoài hả, xoài. Dạ. À, bà, chị Kim Tinh à, nói anh chùi nhẹ nhẹ mòn hột tôi hết. Dạ. Anh ơi, chùi nhẹ nhàng thôi mòn hột bà bác sĩ bây giờ. Yeah. Biết rồi. À sao hôm nay, ôi chết chết, bà bác sĩ ra ra em coi thế nào. Trời đất ơi, sao mà hôm nay người nó thon thả hẳn như thế này, thân gầy thế này, có phải là mới quốc ao sao mà thon thả thế? Thì cũng có quốc ao chút đỉnh. Tôi mới phai đao ra một ông bác sĩ chuyên môn tập thể dục thẩm mỹ đó. À chị Kim Tinh à, sao tôi nói chị nghe, ổng chỉ tôi chạy vòng sân banh cởi ngựa. Thế à? Cởi ngựa chạy vòng sân banh chừng 10 vòng một ngày. Một tháng tôi sẽ trúng 30 pound đó. Thế cuối cùng có xuống không? Có chứ. Tốt quá nhỉ. Mà con ngựa xuống chứ không phải tôi. Trời ơi, tội nghiệp con ngựa ghê nha. Tôi đề nghị kỳ sau bác sĩ đừng cởi ngựa nữa, cởi voi á. Trời làm gì mà. Bà bác sĩ cần gì không ạ? À? À, tính kiếm cái dòng cẩm thạch đó chị Kim Tinh. Trời đất ơi, cẩm thạch em toàn là hàng tốt không à. Yeah. Nhưng mà cẩm thạch là cho những người ngoài 30 người ta đeo. À. Bà bác sĩ xuân thì phơi phới như thế này, đeo nó già người lắm. À, đâu đâu coi, em đoán coi, chắc năm nay bà bác sĩ độ 28 thôi anh nhỉ. Đúng rồi, 28. Không có đâu. Thấy tôi trẻ người ta tưởng tôi 28, chứ già rồi. Thế bao nhiêu ạ? 29. Chắc 29 tối ngoại thôi. Còn trong giấy khai sanh thì cũng qua sắp xỉ 50. Em. Trời ơi khổ quá. Bởi vậy người ta nói em như con gái hãy còn xuân đó. Vâng, thì là bởi vì bà bác sĩ cái hãy còn xuân đấy. Dạ, đúng rồi chị Kim Tinh. Cho nên là đeo cẩm thạch nó già lắm, phải đeo hạt xoàn cơ. Ồ, cái hộp này là nước y nước ép gì chị Kim Tinh? Ấy chết, bà bác sĩ ơi, cái tủ này là dành riêng cho những người low income người ta tới mua. Còn high class á, bên kia mời bà. Ồ, chị Kim Tinh cho em coi cái hộp này nè. Chắc phải 2 cara ha. Vâng, hộp này nha. À mà quên nữa gớm, phòng mạch bác sĩ nhà ta, ông nhà ta dạo này sao mà nó đông khách quá đi mất. Hôm em đi ngang thế này chả biết trúng máy trúng gió còn mẹ gì nữa mà. Bệnh nhân cứ xếp hàng đông dài ấy. Chị Kim Tinh không biết, nhà em chữa bệnh mát tay lắm, cho nên phòng mạch lúc nào cũng đông hết trơn nha. Bà bác sĩ nói thế em chả bằng lòng tí nào. Ông bác sĩ đông khách là vì nhờ bà bác sĩ đấy. Vì bà bác sĩ có tướng vượng phu ích tử, với lại tài giao thiệp của bì bác xã. Bà bác sĩ. em quên đấy. Chứ còn như ông nhà ngồi cả ngày chả có khách nào tới thăm đâu. Em cũng biết vậy đó chị Kim Tinh à. Nhưng mà nói ra sợ anh buồn. Bác sĩ duyên quá nhỉ. Dạ, em có duyên phải không chị Kim Tinh? Vâng, con duyên lắm. Tôi có duyên phải không anh Kim Tinh? À, có duyên lắm. Vậy mà ta nói tôi vô duyên. Này bà bác sĩ, cái này thì nó tốt thật đấy nhưng mà em bán rồi. Bán cho ai vậy chị Kim? Đúng rồi đó. À, bán cho ông bà nha sĩ Lân rồi cô ạ. À. Vâng. Hả? Nha sĩ Lân á? À. Vâng. Trời, nha sĩ Lân làm việc ế muốn chết luôn mà bà vợ dám mua chiếc cà rá này bao nhiêu? Dạ có 25.000 thôi. 25.000 á hả? Dạ. Trời đất ơi, chồng làm việc cực khổ vậy mà dám mua chiếc cà rá 25.000. Hèn chi bữa đại hội y sĩ con mẹ cứ đưa tay lên mẹ gãi cái lỗ mũi con mẹ hoài vậy đó hà, thấy ghét luôn vậy đó. Thôi bà bác sĩ ơi, nghề của em nó kín mồm, bà giữ giùm em nhá. Trời ơi, kín mồm cái gì chị Kim Tinh ơi, tôi ghét mấy người khoe của lắm. Vâng. Như tôi nè, đeo đôi bông Chanel nè, Chanel nè, chị thấy không, cái bóp Chanel nè cũng 10,000+ đó, đâu có khoe đâu. Nè cái áo sen tròn nè. Dạ, vâng. Cũng đâu có khoe đâu. Em biết đó, chị thấy không, đó chiếc Mercedes tôi đậu ngoài đó. Ôi giời, Mercedes đời mấy mà bà bác sĩ mua màu xanh đọt chuối như con cào cào vậy? Đời 2000 đó. Vậy à, tôi order trước 2 năm. Chị thấy không, cách
100.000 đó mà tôi đâu có khoe với ai đâu. Vâng. Anh Kim Tinh à, anh nhớ cái biệt thự tôi xây trên núi không? Cả triệu đô la, tôi có khoe với ai đâu. Phải rồi, nợ nhà băng ngập đầu á, đâu có khoe với ai đâu. Ôi giời ơi, làm việc giùm tôi đi trời, đừng nói tôi đang điêu với khách. Bởi vậy nói chị Kim Tinh nghe nha, tội nghiệp của bác sĩ Lân quá trời luôn á, ế muốn chết nè, mà gặp bà vợ xài như vậy thiệt là không biết thương chồng chút xíu nào hết trơn á. Trời ơi đấy, khổ quá, cái phòng mạch nha sĩ Lân nó ế quá, nó vắng như chùa bà đanh. Em tội quá, suốt ngày em cứ sai ông chồng sang Niền Giang để cho kiếm chút cháo đấy. À vậy hả? Rồi ơi, chồng em ngày xưa rồi xấu lắm đấy bà bác sĩ ạ, gọi là kim tinh vẩu đấy. Ngày đầu tiên gặp em à, người chưa vào tới cửa mà răng vào trong tới toilet rồi. Thế là em cái niềm giết mà bây giờ xinh dai ra gớm đấy chứ. Phải rồi, có cái răng à, bắt đem đi niềng hoài à, niềng riết bấm sợ không thấy hả? Em chị Kim Tinh à? Dạ. Anh Kim Tinh hồi đó xấu lắm hả? Vâng, ngày xưa xấu lắm ạ. À, bây giờ có đẹp đâu. Bà bác sĩ lại có duyên nữa rồi. Bởi vậy người ta nói em vô duyên em tức lắm. Lại có duyên chị Kim Tinh. Bởi vậy em nói á, bà nha sĩ Lân nè, bà ác phụ lắm chị thấy không? Không biết thương chồng chút xíu nào hết trơn á. Thì có mấy ai như bà bác sĩ đâu. Nhưng mà em nói nhá, các cụ ngày xưa có câu đó, y phục xứng kỳ đức. Đấy, mình giá trị như thế nào thì coi như là mình phải đeo đồ như thế đấy. Trời ơi, cái 25.000 này đối với người ta thì lớn chứ, đối với như bà bác sĩ thì như muối bỏ bể chứ gì nữa. Đeo vào người ta cười chết đấy. Đúng rồi. Bây giờ chị Kim Tinh có cái hộp nào khác nữa không? Sao lại không có? Mời mời bà bác sĩ ngồi để em đưa ra ngay đây. Trời ơi, tướng sang quá đi mất. Chờ em tí nha. Bà bác sĩ hôm nay thế nào mà cứ cười suốt. Đây 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 đây, ngồi ngồi ngồi. Có đây nha. Rồi đây. Đẹp quá hả? Chờ em chờ em. Bà bác sĩ đưa cái bàn tay. Đeo 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 liền. Ôi trời ơi, thượng đế ơi. Đẹp quá thượng đế ơi. Trời ơi, sao mà cái hạt xoàn này nó xứng với cái bàn tay mũm mĩm của bác sĩ quá. Ôi trời, bàn tay này dày quá nhỉ, dày này giàu lắm nha. Bàn tay muốn vậy bôm hai ống vô vậy à? Không có, không có đâu. Tôi natural từ đầu tới chân á. Chị Kim Tiên biết không, tôi mỏng mỉm đến nỗi mà anh gặp tôi mỗi lần anh thấy tôi, anh nói anh thấy em anh muốn cắn. Muốn cắn lắm mà cắn lưỡi tự tử á. Trời ơi bố mày ơi, để tao làm tao nuôi con bố mày ơi. Cứ việc ngồi rũa đi đừng nói nha. Đẹp quá chị Kim Tinh ơi. Đẹp quá. Mà này nhá em, dạ, nói như thế này nhá, bà bác sĩ biết không, cái này chỉ có duy nhất một mình tiệm em có chứ không có tiệm nào mà có hết. Chị Kim Tinh nói vậy chứ hồi nãy bên kia đường kìa, bà kia bà cho tôi coi cái hộp của bà, y như cái hộp của chị vậy đó, mà có 20.000 hả? Em tội nghiệp bà bác sĩ quá, khổ quá mình ơi. Cứ trí thức suốt ngày lo ăn học có biết gì sự đời đâu. Khổ quá bà bác sĩ ơi, bỏ học bớt đi nhìn xuống xuống một chút. Đời sống bây giờ nó nhiễu nhưng nó lường gạt ghê lắm, người ta lường gạt bà bác sĩ đấy. Không có đâu, em hứa em bảo đảm cái này là cái duy nhất trên thế giới em có. Bởi vì nói nhỏ không thôi cướp nhá, nó được vớt dưới tàu Titanic lên. Trời ơi. Hả? Trời ơi. Cái gì vậy? Không có, tại vì cái kèm này cũng vớt dưới tàu Titanic lên. Đãi lâu quá nó mục nó rớt. Yeah. Anh chị Kim Tinh à, anh chị nói vậy tôi tưởng tiệm này xài toàn đồ mục không. Mà cái hộp này bao nhiêu vậy chị Kim Tinh? Trời ơi, nó có bao nhiêu đâu cứ chứ, độ 3 hôm khám bệnh của ông nhà thôi. Là bao nhiêu? 45.000. Hả? Vậy? Trời, cái gì thế? 45.000 á hả? Vâng. Trời, chị Kim Tinh, có thể nào kiếm cái hộp nào rẻ rẻ hơn không? Có em, có. Em vô em lấy cái hộp xoàn 3 cara và có 1.000 đồng cho đâu, bác sĩ. Đâu, đi. Đâu, đâu, hột gì? Đâu? Hộp xoàn giả. Hộp xoàn kia mắc kia rẻ. Chị Kim Tinh à? Dạ. Anh có bệnh gì không? Dạ thưa, bệnh gì ạ? À? Bệnh vô duyên. Tôi đang chùi hộp của bà nha. Dạ, em nói thật chứ, em đời em khổ lắm cơ ạ. Rước ông chồng về người ta thì có vợ dại, chứ em rước ngay ông chồng dại về. Cứ mở mồm vô duyên em muối mặt ấy. Tội nghiệp. Khổ lắm. Chồng em chỉ có duyên lúc nó nhận hột thôi.
Bà bác sĩ thấy sao ạ? 45.000 thì không có sao, nhưng mà nghĩ tới tội nghiệp chồng mình quá chừng luôn. Anh làm việc cực khổ ngày 10 tiếng mà mình mua chiếc cà rá 45.000. Tội nghiệp anh lắm. Trời thương bà bác sĩ quá đi mất. Trời ơi bà bác sĩ ơi, nói thế là em không có bằng lòng đâu nha. Các cụ ngày xưa người ta nói là của chồng công vợ, chồng làm là phải vợ hưởng. Đấy, bà bác sĩ diện đẹp như thế này là cho chồng chứ cho ai đâu mà lo vậy. Với lại em nói thật nha, đàn ông đấy, các ông dốt lắm. Bà nha sĩ Lân mua cái nhẫn 25.000, về nói dối là 2.500, ông tin như sấm đấy. Tôi biết, tôi biết nha, tôi làm thợ bạc đó. Với lại em nói cái này nhá, bà bác sĩ muốn mua hay không thì tùy thôi. Tại vì em để 45.000 là cũng vốn thôi, chứ em thật tình em không muốn bán. Chỗ là chị em với nhau, em nói thật nha. Đố mà bác sĩ biết tại sao mà phụ nữ Mỹ người ta cứ thích đeo hạt xoàn, mua hạt xoàn không? Thì để trang sức cho đẹp. Trang sức chỉ là chuyện nhỏ thôi. Cái chính là trong luật ly dị của Mỹ nó ghi rõ một cái câu như thế này: khi ly dị, tất cả tài sản chia đôi, trừ hột xoàn thuộc hoàn toàn về người vợ. Sao chị Kim Tinh rành dữ vậy? Trời đất ơi. Cũng may là mình chưa mua cho bả hột nào hết á. Em ly dị, em ly dị cả chục lần em rành cái này lắm rồi. Vâng. Còn cái đám này sắp chưa? Vâng, tại vì chưa mua, chưa ly. Mua rồi em ly liền. Em chán lắm rồi. Đúng. Nhưng mà sao kỳ quá hà chị Kim Tinh. Cái ông luật sư của tôi đó, ổng đâu có nói tôi về cái luật ly dị gì đâu. Ổng chỉ biểu tôi mua bảo hiểm cho chồng tôi thôi hà. Chừng nào mà ảnh chết đó, tôi có 10 triệu lần đó. Thế à? À trời ơi, chồng mình chết có 10 triệu tha hồ mua hột xoàn đeo. À phải trả giá luôn chị Kim Tinh ha. Thế à, khi nào ông bác sĩ đai á, bà tới gặp em liền nhá. Bởi thế người ta có câu là trâu chết để da, còn người ta chết để bảo hiểm. Nhưng mà kỳ lắm chị Kim Tinh ơi. Thường thường không có bảo hiểm á thì hay chết lắm á. Thấy chồng người ta chết mà phát ham vậy hả? Còn em đó hả? Em mua bảo hiểm cho chồng em á khoảng chừng 10 năm nay rồi đó. Chờ hoài không thấy gì hết trơn à. Thì cũng từ từ thôi, nhưng mà bảo hiểm đấy là nói về cái phần chết. Bây giờ mình đang sống, mình nói chuyện sống đi bà bác sĩ à. Em biết từng tuổi này em kinh nghiệm lắm. Làm vợ bác sĩ cũng vất vả vô cùng chứ dễ dàng gì đâu. Ông nhà nhá, coi như là học giỏi nhá, phòng mạch đông khách nha, giàu có nha, trí thức nha, tuy hơi già tí thôi nhưng mà cũng được rồi đấy. Trời ơi, rồi nghĩa là đàn bà con gái thiếu gì ở ngoài đường, tất nhiên là không ai bì với nhan sắc bà bác sĩ đâu. Nhưng mà đàn ông đấy nó khoái của lạ lắm, nó ăn cơm chán lâu lâu nó tọt chạy đi ăn tí phở về. Cho nên là mình phải thủ, đời nó never no bà bác sĩ à. Thủ nhiều hột xoàn vào, chừng khi ly dị có tí vốn. Chị Kim Tinh nói có lý quá. Vậy kể từ nay mỗi tháng em chơi một hộp luôn. Vâng, nước Mỹ bảo vệ quyền lợi của phụ nữ, cho nên hiến pháp Hoa Kỳ mới có câu Diamond forever. Hộp xoàn muôn năm. Đấy. Đúng rồi, vậy tôi lấy hộp này nha chị. Vâng vâng, bà bác sĩ lấy hộp này à. Lấy hộp này. À thế là anh ơi, làm cái certificate cho bà bác sĩ nha. Chịu mua rồi hả? Trời ơi, hay quá. Xinh quá đi mất. Dạ, thưa bà bác sĩ, thế bà trả check hay là cash à? Cash. À, vâng, anh cho em mượn cái máy tính. Rồi. Nhưng mà chị Kim Tinh à, đợi tôi qua nhà băng tôi lấy tiền đó nha, không có tiền mặt ở trong bóp. Không có. Hay là bà bác sĩ để deposit một ít cũng được. Không có đủ tiền. Bà bác sĩ deposit chừng 100 thôi. Dạ, một đồng cũng không có nữa. Anh Kim Tinh cho xin lại mấy cái hộp đi. Trời ơi. Dạ. 10 lần như một. Gặp mặt cái chùi à. Cảm ơn Kim Tinh. Nhờ anh Kim Tinh đeo vô giùm nha. Tôi biết mà. Tôi chuyện rớt bể hộp của em nha anh Kim Tinh. Cẩn thận. Anh ngược anh Kim Tinh ngược. Ngược dạ. Hộp bà bác sĩ rồi. Ôi, anh Kim Tinh ơi, anh Kim Tinh đứng gần em, anh Kim Tinh rung hay sao vậy? Dạ đây. Dạ đây. Đỡ chị Kim Tinh. Trời ơi, nặng quá. Bye bye, cảm ơn nhiều nha chị Kim Tinh. Bye.
Trời đất ơi, đúng là sáng nay xui xẻo thế nào á, gặp ngay con mẹ mình người đầu sư tử vào, xem phép cuối cùng chả mua gì cả. Đốt phong long cho tôi đi. Đúng là súp bập đu, em súp bập xạo nữa. Mà em cũng hay thiệt rồi nha. Sao? Cái tướng bả như xì trung vậy, dám khen hổ đẹp. Thì khen cho người ta mua anh rồi nó không mua. Anh thấy tướng bả thua tướng em xa. Cái gì? Thua tướng em xa. Trời cao đất dài ấy, tự nhiên hôm nay chồng em nó thông minh như người ấy. Trời ơi, vậy nào giờ tôi phải người hả trời?